nay em nghĩ là nhiều nhiều thằng thấy em sao nhiều thằng nhiều lắm sao sao nếu được thì nào cưới ra tết luôn đi anh có tết xấu chứ xấu anh là nhiều lắm mai mốt em khám phá ra thấy là chắc chạy mất dép. Dạ em là Hồng Nhi. Hồng Nhi, bây giờ mình sẽ đợi đón bạn nam của mình nha. Xin mời chàng trai chúng ta. Em chào anh Quyền Linh ở cuối đầu sông và chị Cát Tường ở cuối sông và quý vị khán giả ở giữa sông. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Phạm Ngọc Hùng. Bạn bên kia tên là Hồng Nhi. Dạ. À, Nhi năm nay bao nhiêu tuổi Nhi? Em 23 tuổi ạ. 23. Dạ. Bạn đang làm công việc gì? Em là kỹ thuật viên dựng phim. Dựng phim? Dạ. Mình tưởng bạn làm là thiết kế thời trang. Hoặc là bạn có yêu thích bộ môn nghệ thuật nào không? Dạ em thích thể thao. Thể thao phải không? Dạ. Mình nhìn bạn rất là hip hop, rất là thể thao. Rồi vậy bạn trai bên kia làm gì nè? Dạ em là chủ của võ phục và dụng cụ võ thuật Mai Hùng ạ. Tức là bạn may võ phục quá hả? Dạ may vào sản xuất và phân phối võ phục. Có mấy mối tình dắt dai rồi? Dạ có giờ đến giờ khoảng 2 mối tình. Mối tình đầu tiên năm mấy tuổi? Mối tình đầu tiên là lúc em học năm nhất năm 2 đại học ạ. Năm 2 là lúc em học năm cuối đại học và đến lúc em đi làm chia tay. Nhi thì sao bạn? Bạn dạ, em cũng có 2 mối tình. Nhưng mà một mối tình hồi con nít hồi... Con nít là bao nhiêu? Dạ hồi cấp 2. Ồ vậy là vậy đúng không? Không không, nhưng mà đó là đơn phương thôi chị. Trời đất ơi, đơn phương thôi. Rồi mối tình thứ 2? Thì khoảng năm 3. Năm 3, bạn chia tay tới đây bao lâu rồi? Cũng lâu rồi, người ta lấy vợ rồi. Tôi không thể nào tin được bạn như vậy mà bạn không có bạn trai. Thì có thể là cái nghề nghiệp của em một phần với lại... Nghề nghiệp sao? Nghề nghiệp mình liên quan gì? Em nghĩ là nhiều thằng thấy em vậy. Sao nhiều thằng? Nhiều anh sao? 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 Dạ. Nhiều anh sao? Thì hơi khó tính chị. Em khó hay là mấy anh đó khó? Em khó mở lòng với người khác. Em khó có thể là do chưa chọn được những đối tượng mình thích thôi. Theo em thì bao nhiêu tuổi em kết hôn là vừa? Khoảng 25. 25. Thế rồi bạn trai khoảng mấy tuổi thì mình kết hôn được? Theo em thì bạn trai thì khoảng tầm 29, 28, 30 tuổi. Đó là độ tuổi vừa để lấy vợ. Tại vì khi mà người ta đủ được tuổi đó thì mới có một sự nghiệp ổn định, mới có một công việc gọi là có thể lo được cho tương lai sau này. Cái tiêu chuẩn mình chọn bạn gái như thế nào? Dạ em chỉ cần một người bạn gái là vui vẻ, hòa đồng. Nói chung là có thể chia sẻ cho em trong cuộc sống và công việc. Người có thể tự lo cho gia đình. Đặc biệt là ăn nhiều càng tốt. Hả? Tại sao vậy bạn? Tại vì một người phụ nữ mà ăn nhiều thì họ sẽ lo lắng đến nhiều đến chuyện ăn uống cho gia đình. Và em sẽ cho em ăn nhiều hơn. Và em cũng muốn là hai người ăn nhiều thì sẽ ăn nhiều hơn được nữa. À cái này được. Cái này tôi mới phát hiện ra hay nè. Bạn Nhi ơi, vậy thì bạn có thể nói sơ lược về tính cách của mình. Thì em cũng nữ tính chứ không đến nỗi gọi là nhìn nó man quá chị. Em thích nấu ăn, để ăn nó ngon. Nấu ăn ngon? Dạ. Em người Trung. Ăn nhiều không? Miền Trung là miền nào? Dạ, em ở Quảng Trị. Bạn có những đặt ra những cái tiêu chuẩn gì cho người bạn trai mà mình đang tìm kiếm? Dạ, bạn trai em thì tính cũng đơn giản thôi. Không cần phải đẹp trai, hòa nhán. Nhưng mà quan trọng là phải nghề nghiệp và biết suy nghĩ chút. Suy nghĩ là suy nghĩ thì sao? Ai mà không biết suy nghĩ? Đúng rồi đó. Là không có phải là ham chơi hoặc là kiểu như là hơi quậy. Trai bên đây suốt ngày ngồi may không quậy đâu. Yên tâm. Ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em thì em là người quyết đoán rõ ràng. Nói chung là em làm một việc gì thì em luôn luôn làm đến một cái đích nó cuối cùng để em cảm nhận được cái hạnh phúc hoặc cái đau khổ của nó ở cuối cùng nó như thế nào. Dạ. Bạn lĩnh đi. Khuyết điểm của em thì em là một người nóng tính, thẳng tính quá đôi lúc cũng làm cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu, không lấy lòng được người được. Cái này mình nên sửa nha, tôi nghĩ cái này nên sửa. Thế còn Nhi, bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông lý tưởng của mình? Hơn nói nhiều, chứ lại vô duyên. Vô duyên là sao? Thì tâm trạng em thế nào nói chuyện em. Chứ em đang buồn người ta nói chuyện thì tóm lại là em cũng không rõ hay sao. Nhưng mà phải hiểu chút. Bạn ơi khó quá, mình vui buồn nhiều khi mình phải nói người ta mới hiểu. Chứ mình không nói người ta cũng đâu có hiểu hết. Em nghĩ là cũng... Chào anh. Chào bạn. Dạ. Nghĩ không sao, bạn nói tiếng Quảng Trị tôi nghe thử coi. Dạ, bình thường rồi anh. Bạn từ Quảng Trị vào miền Nam lâu chưa? Dạ, em bao 5 năm rồi ạ. Bao 5 năm rồi? Dạ. Sao quên tiếng Quảng Trị vậy? Dạ em nói được mà anh. À nói được đi, nói tiếng Quảng Trị dễ thương lắm. Dạ. Đấy ha, bắt đầu từ bây giờ nói tiếng Quảng Trị đi nha. Dạ. Bây giờ nghe tiếng bạn trai bạn kia cảm nhận sao? Dạ cũng được ạ. Quá được luôn.
dễ thương lắm. Người con trai mà biết may á, tức là kiên nhẫn lắm. Nhưng mà nhìn vậy mà khó tính lắm nha. Biết rồi, học dựng sôi lắm. Dạ. Trời ơi, ngồi dựng phim nó sôi từng ly từng tí. Nhưng nhà các bạn dựng phim mình nè, phim nó mới hoàn chỉnh mới đẹp. Em thích con trai nấu ăn ngon anh. Để hỏi thôi, có nấu được không nha? Thích con trai nấu ăn ngon. Nấu được không? Em hay nấu ăn thì nấu vợ. Ta, bạn trai có ai đi theo bạn không? Có. Ai đâu? Em gái. Dạ. Rồi, chào bạn. Chào em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị và toàn thể khán giả. Bạn thấy bạn gái bên kia thế nào? Theo em gái thấy thì được, ok đó này. Việc ok là ok, sao em? Phong cách thì rất là năng động, mạnh mẽ. Nói chung là cái tính cách đó thì cũng giống như em gái của hai á. Thấy chưa? Dạ. Like anh, like. Cho em gái phỏng vấn chị xíu nha. Gia đình chị có mấy anh em ạ? Mình có hai đứa em nữa. Dạ. Em gái thì lấy chồng rồi, còn thằng em trai đang học. À vậy là chị cả trong gia đình ạ? Chị cả. Dạ. Chị ở Quảng Trị, chị ở chỗ nào ạ? Ở Khe Sanh. Nhà ngoại của anh bên đó là ở Vĩnh Linh. Ồ, ở bên ngoại. Anh bên đó với em là mấy thứ? Mấy thứ ạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Nhưng mà em thấy em dâu vậy được không? Dạ được. Em chồng chứ, em chồng vậy được rồi ha. Dạ. Bây giờ mình coi mặt chồng tương lai luôn nha. Nếu được thì nào cưới? Ra Tết luôn đi. Chào bạn. Chào chị. Bây giờ nếu mà cảm thấy được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Chắc qua năm luôn. Qua năm luôn. Em lớn rồi, em già rồi, năm nay em 29. 29 rồi ha, bây giờ em gái nói được rồi đó. Bạn thấy sao? Em gái việc là nghe. Em chắc em cũng đồng ý. Phải không? Phải không? Dạ. Phải không? Dạ. Hai người này muốn chồng muốn vợ quá rồi. Rồi thì kéo bạn lên đi. Sao ăn nhiều chút xíu sao mỏng quá vậy? Nhá. Dạ em, bởi vậy em cần bạn gái ăn nhiều đó. Đâu có mỏng đâu, vừa rồi. Rồi kéo mặt lên đi. Chúng ta có thể cho hai bạn gặp gỡ nhau rồi đấy. Chúng ta có 2 phút. 2 phút nhìn nhau, cảm nhận và quyết định bấm chuông hay không bấm. 2 phút bắt đầu. Chào anh. Rất vui được gặp được em. Hôm nay ngày đầu tiên gặp em thì anh cũng cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn. Thì em có câu hỏi gì muốn hỏi anh hay không? Anh là người Trung luôn hả? Ừ. Em nói tiếng Quảng Trị đi, nói tiếng Quảng Trị. Mà anh mất gốc rồi, tại vì sinh ra không phải ở Quảng Trị, nhưng mà gốc ở Quảng Trị thôi. Ừ, anh biết nấu ăn không? Nấu ăn thì biết nhưng mà dở lắm. Dạ, nội người Trung mất gốc mà anh được đồ cái không anh? Ăn rất ăn cay là khác. Dạ. Ok đó, về nhà mẹ em nấu cay đó. Sao cay thì anh ăn ớt, ăn trái bình thường. Đây, tặng em bông hoa cùng với cái thiệp. Em sẽ dở cái thiệp ra coi giùm anh. Đừng có nói thiệp cưới nha. Nhân dịp tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là một cái duyên, nên 10 người cùng chơi đến dự bữa ăn cùng chúng tôi tại chấm chấm. Hẹn gặp lại trước cổng trường đại học Nguyễn Tất Thành. Mời người chứ đâu có 10 người. Được rồi, mời người cùng chơi. Mời người. Có mời hai người này không? Cũng cùng chơi nè. Để đi được thì càng tốt. Không mời tôi nghỉ anh tắt đèn luôn à. Rồi bây giờ mình vô tới chuyện tình cảm đi. Anh có tính xấu chứ? Tính xấu anh là nhiều lắm. Mai mốt em không phá ra anh thấy là chắc chạy mất dép. Anh có chiêu con gái không? Thì cũng tùy lúc thôi, nếu ví dụ như em cảm thấy thương thì anh chắc chắn sẽ chịu. Nhưng mà không biết được. Nếu như mà anh với em, nếu như mà đã thương nhau quá nhiều thì chắc chắn là phải chịu thôi. Đó mới đảm bảo được hạnh phúc. Vậy thì được rồi. Em ngồi cùng mấy? Em ngồi con bắp. Con bắp hả? Gần anh rồi đấy. Cũng không có chi để nói nữa. Nhưng mà lát nữa đi anh có thể nói như hết. Được rồi, vậy được rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút. Không đồng ý thì không nhấn nút. Hãy suy nghĩ, cảm nhận và quyết định. 1 2 Biết hồi mình có nằm trong danh sách 10 người được mời đi ăn không ha? Có đâu, mời có 1 người. 3 Hết giờ. Bạn trai, bạn nghĩ như thế nào khi đồng ý nhấn nút hẹn hò với bạn gái? Thì bạn ấy cũng dễ thương ạ, có khả năng tìm hiểu được. Quá được đi chứ, hai bạn hãy nắm tay nhau. Nắm tay nhau. Thay mặt chương trình mình sẽ tặng cho hai bạn một cặp vé xem phim. Đây coi như là cơ hội đầu tiên để hai bạn tìm hiểu nhau chính thức trong cái ngày hẹn hò. Dạ. Đầu tiên. Cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình.
Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn gái. À, giới thiệu về mình đi bạn, giới thiệu cho bạn kia nghe luôn nha. Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Đức Thoại, năm nay 26 tuổi, đến từ Bà Rịa Vũng Tàu và đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì bạn? Dạ, em làm xuất nhập khẩu. Xuất nhập khẩu? Vâng. Thoại, 28 tuổi. 26. 26 tuổi, vâng. Làm xuất nhập khẩu ở Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ, nhưng mà hiện tại là làm gì? Nhưng mà làm Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Đúng rồi. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và chào bạn Nam Minh Kỳ, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Đào Thị Thu Thảo, năm nay em 26 tuổi, em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. À, mình làm công việc gì em? Dạ, em bán hàng online ạ. À. Bán hàng online. Dạ. Hai người đồng tuổi đó. Đồng tuổi cùng quê. Bán hàng online là bán hàng về những mặt hàng nào? Dạ, em bán mỹ phẩm. Đồ ăn, thức uống, nói chung là kiểu mấy bạn em hay ghẹo em là bán hàng đa cấp ấy ạ. Vậy là công việc cũng ổn định em ha. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em hòa đồng, em là người vui vẻ, em sống tình cảm ạ. Em thích làm cho người khác vui ạ. Dạ. Em cũng biết nấu ăn nữa, chút chút thôi, nhưng mà những cái món ăn gia đình thì em nấu được. Dạ. Ở trên đây là mình đang sống với ai? Dạ, em sống với em gái. Nhà em ở quận 5. Dạ. Mình thuê nhà trọ. Dạ. Rồi. Bạn trai thì sao? Mình có điểm mạnh điểm yếu gì em? Dạ, điểm mạnh của em là em thích giao tiếp với mọi người, thích trò chuyện với mọi người và biết có thể nấu ăn và có thể tự lập. Tự lập. Dạ. Điểm yếu? Dạ, điểm yếu thì có thể là do em hơi khó tính về chuyện ăn uống á. Dạ. Khi ăn thì em ít bỏ hành lắm, không thích ăn hành. Không thích. Dạ, không thích ăn hành. Và cá thì cá hồ thì em không ăn. Rồi, cá hồi mà không ăn. Cá hồ anh. Cá hồ hả? Dạ. Ủa đâu cá hồi mừng quá. Không ăn tôi ăn hết à. Cá hồ là sao? Dạ, những động vật mà sống ở nước ngọt á, em ít ăn lắm. Ví dụ cá lóc nè, cá rô nè. Không ăn, không ăn hả? À, không ăn. À, ăn cá biển thôi. Dạ. Dạ, cũng kén ăn dữ ha. Lạ nha. Dạ. Dân biển còn gì nữa không em? Nói luôn đi để bên đây người ta biết. Em có tật xấu gì nữa không? Dạ, hơi khó tính khi mà mình phải chờ đợi lâu quá. Dạ. Chờ đợi lâu, bao lâu khó tính? Dạ, ví dụ như mà mình đi, mình chờ thì mình cũng hẹn trước. Lúc mà cũng khoảng thời gian khi mà mình tới nơi á, mà vẫn cho mình chờ tiếp. Thì đầu khoảng bao lâu thì khó tính? Nửa tiếng đi. Nửa tiếng hơi quá rồi, đúng rồi. Nhớ cho anh chờ 29 phút thôi nha, đừng có quá 30 phút. Em nghe bạn trai khó tính rồi khó khăn về ăn uống như vậy thì em có đâu có khó gì đâu Tường. Ai ngại gì không? Cũng không khó gì đâu. Chờ 30 phút thì ai cũng bực chứ bộ. Trời ơi, có nhiều chàng trai chồng kia si chờ cô gái mấy tiếng đồng hồ chờ. Đó lúc mới yêu luôn. Thôi, thử cưới về coi. Chờ em chờ đến bao giờ, ta chờ hoài luôn á. Sao em có để người ta chờ lâu không? Dạ. Em cũng hơi lâu nhưng mà không đến nỗi mà là nửa tiếng hơn đâu chị. Dạ. Còn cái chuyện nãy bạn nói khó ăn á thì kiểu em cũng kén ăn lắm, em cũng không ăn hành. Dạ. Vậy khỏe rồi, đi chợ khỏi mua hành. Dạ, không. Gặp bỏ vô cho nó đẹp chắc thì chợ bán hành ế quá. Rồi gì nữa? Còn gì bạn nói là không ăn cá hồ à? Thực ra thì em thấy mấy cái đó cũng ngon mà không biết có thay đổi được hay không, hay là tại bạn bị dị ứng, hay là tại bạn không thích. Anh không ăn mình ăn dễ mà. Dạ đúng. Không ăn mình ăn nhiều. Cũng... Vậy mấy muốn lỡ có về nhà thì mỗi người một nồi à? Mỗi người một nồi. Dạ. Mạnh ai nấy nấu nấy ăn luôn. Dạ. Bên kia cá biển, bên đây cá hồ. Mạnh ai nấy nấu nấy ăn nha. Rồi. Dạ, em nấu được mà chị. Thôi, bây giờ mình chia sẻ chút xíu về tình trường đi. Cô gái, cô có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình ạ. Em chia tay cũng được 1 năm rồi. Lý do tại sao? Mối tình đầu tiên thì có người thứ ba xuất hiện. Nói lớn lớn bên kia mới nghe được em. Dạ, mối tình đầu tiên thì có bạn nữ khác xuất hiện. Rồi. Còn mối tình thứ hai thì là do khoảng cách địa lý với lại tụi em bị cái khác biệt về cái quan điểm sống á, cho nên là không có tới được với nhau. Dạ. Ở đâu với ở đâu mà là địa lý, cách biệt địa lý? Bạn thứ hai là ở miền Tây ạ. Giờ cũng đâu có xa xôi gì đâu mà thôi, cặp này là ở sát bên nhau rồi ha. Dạ, ổn định rồi. Tây mà xa xôi địa lý. Người ta còn ở nửa dòng cái đất, ta còn yêu nhau được mà. Thì đó, nghe địa lý mình tưởng nó xa lắm, miền Tây đâu có gì đâu. Quan trọng là tại vì cái quan điểm sống cũng khác nhau nữa. Dạ. Cái quan điểm sống của em sao?
Tại vì cái em thì em muốn một người bạn nam phải biết chia sẻ với em, có nghĩa là có chuyện gì thì phải nói cho em biết. Mà bạn đó thì cứ im im, kiểu không có thích chia sẻ với người khác. Im thì cũng khó hiểu, dạ, khó đoán. Em không có hiểu được bạn đó. Dạ. Bạn trai thì sao? Mình có mấy mối tình rồi em? Dạ, từ trước tới giờ thì chưa quen ai. Hả? Dạ, chưa quen ai chị. Thiệt luôn á hả? 26 vâng. Tuổi chưa có ai hả? Thiệt. Ủa lý do sao vậy em? Dạ, bình thường, thế bình thường. Có kiểm tra chưa? Dạ, kiểm tra chưa? Có kiểm tra rồi hả? Bình thường, mình thích phụ nữ. Thích không? Vâng, thích, thích mới lên đây anh. Có khi nào thích phụ nam không? Không, thật là không. Nói chơi vui thôi chứ nhìn em là chuẩn men rồi. Nhưng mà lý do tại sao hai mươi mấy năm trời mà đến bây giờ rồi mà chưa có quen đó, ai? Đó. Dạ, do chắc tính cách vẫn còn con nít đó chị. Con nít hả? Dạ. Con nít dễ thương mà. Dạ. Hay làm khó quá đó. Dạ không, ý là vẫn chưa tìm được người phù hợp á. Nên cứ thông thả rồi cứ vui vẻ rồi sống rồi thôi. Em có cảm giác gì với một người phụ nữ nào đó chưa? Nên, hầu như là như chưa gặp được đối tượng á. Tức là em chưa bao giờ có cảm giác với phụ nữ? Không, chưa gặp được người mình thích thôi. Hồi đó trời ơi, đi gặp biết bao nhiêu người mà không lẽ không thích người nào chứ? Chưa hợp. Không có thích người nào luôn. Có nắm tay cô gái nào chưa? Này, nắm tay thì nhiều. Có cảm giác gì chưa? Dạ. Có cảm giác gì không? Không, tôi quay nhìn mặt cái coi. Dạ. Không chuẩn men mà. Không có được hết bậy à, đừng nhìn bên ngoài mà đoán nha. Anh đây là anh bậy rồi đó. Sao chị, bình thường. Có khi nào thấy một người phụ nữ nào đó mà mình xao xuyến rung động chưa? Dạ. Hay là đơ cảm xúc? Không phải đơ, mình chắc chưa gặp, mình tiếp xúc mình mới biết người ta như thế nào rồi mới thích hay là gì. Đứng lên xoay vòng chị coi coi. Không ổn, đúng men đó mà. Anh hỏi có khi nào mình cảm thấy xao xuyến bởi một anh chàng nào chưa? Chưa, mình không nói chung là không có. Ví dụ mình thấy một anh đẹp trai quá là mình có thấy trời ơi đẹp trai quá, tự nhiên mình muốn tới gần, mình muốn. Không. Thế nào không có. Chắc không? Không, chắc em mới lên đây nè chị. Sao em nói chuyện mà em cứ eo lắc lắc vậy? Ngồi yên coi. Tính cách cô ta mà sao được, về tâm lý thôi, quan trọng thôi. Nè anh nói thiệt nè. Dạ. Đó giờ em có hung chưa? Dạ chưa quen ai sao hung anh, hung nó quýnh chết. Rồi. Em có thấy người ta hung chưa? Thì có phim thì cũng thấy nhiều. Rồi em nhắm em lúc biết hung. Lúc em thấy người ta hung á, em có cảm giác gì không? Thì mình có phim thôi anh, mình có phim thôi. Biết rồi nhưng mà người ta hung tình cảm gì đó. Hung hết, mình có cảm giác. Dạ, tại vì mình gặp thì mình tìm hiểu thì có mới có cảm giác, chứ còn mà ví dụ như coi người ta hung thì tự nhiên màn hình đâu có liên quan. Trời, sao không liên quan, chớ mà bậy nữa. Em. Dạ. Chị có phim mà trên đó người ta khóc là chị khóc, người ta hung nhau là chị cảm thấy người chị nó xao xuyến. Xao xuyến bồi hồi rất là bây giờ, em. Bây giờ em ngồi đây anh kêu một người nào ôm hung thử, em coi cảm giác không nha. Được không? Dạ được, anh thử kêu ai thử coi. Kêu chị cái bên kia được không? Được không? Cái đó tùy. Nhưng mà hả? Cái đó là tùy. Được không? Hay giờ em hung thử ai coi có cảm giác không nha. Không. Anh kêu một người nào cho em hung nha. Không, mất công lắm. Hả? Đâu sao có người rồi. Không hả? Mưa. Không sao tôi nghĩ ông này quá vậy ta. Tức là không phải em chưa hôn chị đồng ý, em chưa có bạn trai đó, mình sẽ ghé qua nhìn mặt coi. Sao chưa có bạn trai, chưa có bạn gái? Chưa có bạn gái chị đồng ý, chưa hôn chị đồng ý. Vâng. Nhưng mà mình coi phim tình cảm, trong người mình phải có cảm xúc chứ. Thì mình coi, mình có cảm xúc thì mình coi vậy thôi chứ mình cảm xúc gì chị? Hay là mình đâu được làm gì đâu mà cảm xúc? Tức là không có cảm xúc thì coi luôn. Ý là vậy đó. Không. Vậy là mình coi thì mình coi vậy thôi chứ còn mà mình có cảm xúc thì mình làm gì được đâu. Đâu có làm gì được đâu. Nhưng mà mình phải cảm nhận là trong người mình nó phải nè. Ví dụ nè. Mình đang coi phim là cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Đúng chưa? Em hơn 18 rồi. Thì bây giờ mình bởi vì mình được quyền coi phim đó. Mình đang coi phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi, mình thấy những cái cảnh là người ta hôn nhau, người ta tình tứ với nhau, người em có nóng rần rần gì lên không? Dạ có nóng nhưng mà đi tắm. Nóng thì tắm gì vậy? Dạ nóng, tắm cho bớt nóng vậy. Chứ không có người yêu thì nóng làm gì. Đúng rồi. Đúng rồi, vậy được. Hồi đó giờ em có coi chuyện phim tình cảm không? Dạ cũng có nha. Tình cảm nặng chút có không? Mắc cỡ. Có không mà có không? Nặng là cỡ nào anh? Thì nặng đó, thì muốn nặng cỡ nào nặng. Thì có nặng cỡ nào cũng coi. Cũng coi luôn. Vâng. Rồi coi đi tắm. Có cảm giác gì không? Thì có chứ anh. Cũng có hả? Có nhưng mà đi tắm. Được, cái này được. Thôi rồi xong rồi đó. Rồi, sau khi mà trắc nghiệm hết thì được. Chuẩn men. Thôi nó giờ phải hỏi mấy câu về vụ yêu đương nè. Mẫu người bạn gái muốn kiếm người như thế nào? Dạ hoạt bát, lễ phép, ngoan với biết quan tâm mọi người. Rồi cũng chịu giao tiếp như em vậy nè.
em mới giao tiếp với mọi người cho nó vui vẻ. Đúng rồi, nãy giờ em làm đây ai cũng vui hết trơn. Không, à, nó nghe nè, nãy giờ không phải là khó đâu, nhưng mà em dễ thương, em dễ thương đấy, rất là vui, trong mình nói chuyện cho thoải mái mà. Vâng, vâng. Bởi vì đàn trai cũng vậy, cũng phải trách nhiệm với đàn gái, phải hỏi cho nó kỹ. Đúng rồi. Chứ không nữa mà đàn gái về đàn lấy về mà mình bông để chuối không chết luôn á. Không, dễ thương là chuẩn men đó, được rồi. Vì ổn rồi, chắc có thể dục thể thao gì không? Thích đất thích đồ gì được không? Không, tiếng tướng này được rồi, khỏi dạ, thử. Dạ, khỏi thử, đất là biết, sợ rách áo rồi. Biết rồi, biết rồi, biết rồi, nè. Bây giờ tôi đảm bảo rồi đó. Rồi em được rồi, nhưng mà hỏi một câu nè, dạ. Chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà mình quen nhau, nếu mà có tình cảm được á, thì tầm năm đó.